Ok, mình xin giới thiệu với mọi người một bài trầm đít bự, đó bài Hip Thrust. Thì đây là một bài mà mình có thể dùng lực đẩy hông như cái tên của nó để thực hiện một cái chuyển động. Thì thường nếu mà bạn chăm chỉ tập luyện tầm 1 năm rưỡi tới 2 năm hoặc hơn chút xíu, bạn có thể nâng được cái mức tạ tầm 100 vài chục ký, tùy năng lực của mỗi người ha. Bài này cũng là một bài tập đa khớp. Tuy là nó sử dụng chính ở cái lực đẩy hông là nhiều, nhưng mà nếu mà bạn tập ở cái mức tạ nặng ấy thì nó sẽ đốt năng lượng cực kỳ cao và phát triển cơ bắp rất là nhiều luôn á mọi người. Thì cái vị trí để chân của cái bài này thì nó cũng song song hoặc là hơi mở chân, tùy vào cái cách tập của mỗi người và cái cách cảm nhận cơ của mỗi người nữa. Nhưng mà nhớ khi mà lưu ý trên cái chuyển động cuối cùng á, lên trên cao nhất á, mình vẫn là cái chuyển động khóa hông nha mọi người. Thì cái chuyển động khóa hông ai chưa biết thì mình coi lại cái clip nền tảng cơ bản mà mình đã chỉ. Rồi, lúc nãy là body weight, bây giờ mình sẽ thử bỏ cái vật lên ha. Cái này mình giống như là mình bỏ tạ hoặc là một cái chai nước lên trên á, để mình tương đối cho mọi người dễ hình dung ha. Thì mình sẽ để cái tay như thế này để giữ cố định cái phần vật nặng phía trên hông của mình, và mình cũng đẩy nó lên ha. Bài này mà tập với lại pa chồng thêm tạ thì phải nói là cực kỳ bá cháy. Tập cái bài này mà với tạ nặng hoặc là nhiều reps thì thôi, chỉ có thể là ôm mông nhăn nhó thốn tới tận rốn. Tập đủ tiêu chuẩn thì ngồi đâu thì cũng vẫn phải bẽn lẽn, chứ không là nhấc mông chịu không nổi đâu mọi người. Tập bài này mà khởi động không kỹ có khi chuột rút mông đó nha.